ba mẹ mất em tự đi lập tự đi làm rồi mới vô nhà hàng ở bao ăn ở mới quen chồng làm đầu bếp. Hai đứa quen rồi không có làm đám cưới là đám giỗ ba về tổ chức tiệc nhỏ thôi. Rồi hai đứa có bé thì làm có tiền thì cũng cắt nhà rồi. Ba bé có vợ khác bỏ nên là em tự nuôi bé. Tụi em chia tay lâu chưa? Dạ 2 năm. Từ nhỏ đến lớn giờ là em lúc em tuổi dậy thì đến bây giờ là chưa có mối tình bắt vai nào hết. Trời đất ơi, ham đi làm vậy không à? À vậy đó hả? Lo chăm lo đi làm để dành tiền để có mối tình xứng đáng này mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là tên là Trần Lương Quyền, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1990, hiện tại em đang ở khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hồi trước là em làm bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mà bây giờ vì lý do kỹ thuật nên em tạm nghỉ, giờ em mở dịch vụ giữ xe và phụ em gái em làm bán hoa tươi, là tiệm hoa tươi Phan Nhung ở khu phố 1 Hắc Dịch luôn. Dịch vụ giữ xe làm giữ xe gì? Dạ, giữ xe đám cưới rồi sinh nhật đầy tháng, nói chung là ai cần dịch vụ giữ xe thì em giữ. Tức là mình có cái bãi xe ha anh? Dạ, em có cái bãi xe. Rồi. Rồi. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em tên Thơ, sinh năm 93, hiện em làm công ty làm thống kê. Em ở đâu? Em ở Bình Dương. Làm quê... làm Bình Dương luôn. Dạ, quê ở Đồng Tháp. Như vậy là các bạn Bình Dương thì đi Phú Mỹ nó cũng không xa, ngay khu công nghiệp này kia lớn đó, đúng không? Ngay khu công nghiệp lớn. Rồi. Hiện là em có ưu điểm khuyết điểm gì Lương Quyền? Cái ưu điểm của em là gọn gàng, sạch sẽ và mê con nít. Còn cái nhược điểm của em là ngay thẳng hết rồi. Em ở Phú Mỹ thì em ở với ai? Dạ, em ở với ba em, ba em ở dưới khán đài với mẹ em. Ba mẹ với còn mấy anh chị em nào? Dạ, còn nhà em được 5 anh chị em mà giờ là đi làm công ty xí nghiệp hết rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm thì cô không biết nói, tối ngày chỉ đi làm thôi, chủ nhật vẫn đi làm chứ cô không biết được. Ở về thì giữ con bé thôi chứ em không đi đâu. Không có thời gian nữa. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Cô không biết được nữa, tại từ nhỏ đến lớn là ba mẹ mất sớm nên là tự lập. Em ở Bình Dương là ở với ai? Em ở Bình Dương bé gái 3 tuổi. Ở với con hả? Em nói về một chút xíu về đường tình duyên của mình đi. Ba mẹ mất em tự đi lập tự đi làm rồi mới vô nhà hàng ở bao ăn ở mới quen chồng làm đầu bếp. Hai đứa quen rồi không có làm đám cưới là đám giỗ ba về tổ chức tiệc nhỏ thôi. Rồi hai đứa có bé thì làm có tiền thì cũng cắt nhà rồi. Ba bé có vợ khác bỏ nên là em tự nuôi bé. Tụi em chia tay lâu chưa? Dạ 2 năm. Lúc bé được 9-10 tháng là ảnh làm qua tiền thì quen người khác rồi bỏ. Rồi ba nó có chu cấp cho con không? Dạ không, đứa nào nuôi thì đứa đó tự lo. Rồi mình cũng không cần đâu, mình làm được hết. Dạ. Tất cả những chuyện đó, không sao hết, không khóc nữa nha. Bây giờ mình đang tiến tới một cái mối tình mới đây. Còn Lương Quyền thì đường tình duyên em sao? Nhờ chương trình giới thiệu, em hy vọng là đây là mối tình đầu tiên của em được thành công tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn giờ là em lúc em tuổi dậy thì đến bây giờ là chưa có mối tình bắt vai nào hết. Trời đất ơi. Ham đi làm vậy không à? À vậy đó hả? Lo chăm lo đi làm để dành tiền để có mối tình xứng đáng này mình tiến tới hôn nhân luôn. À để dành tiền giờ đủ lấy vợ chưa? Dạ đủ rồi, tiền đủ với lấy vợ rồi. Nhưng mà có ai thích mình không? Có ai tới với mình ngỏ lời với mình không? Đi làm công ty thì rất là nhiều người hỏi ăn mời uống cà phê mà em không có chịu, em không đồng ý, tại vì em giờ chăm lo đi làm để kiếm tiền cái đã. Người người ta mời uống cà phê, người ta mời chơi chơi thôi mà người cũng từ chối luôn. Sống thiệt thà nên em sợ bị lừa gạt này kia. Sợ bị lừa vậy? À, sợ bị lừa. Sợ bị lừa tình hả? À, sợ bị lừa tình mới là sợ đánh mất cái sự trong trắng của mình. Mà hỏi thiệt là trong trắng luôn á hả? Dạ em trong trắng, chưa ai bóc tem hết. Còn DC ISO 9001 luôn. Con nắm tay ai chưa? Dạ chưa, giờ em nắm tay người gái, con gái là em rung lên. Giống cái điện giật thế đó. À, hôm nay em đến cũng rất là cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Rồi em có chế bài thơ này là mất 3 năm em chế được một bài thơ này rất là ý nghĩa luôn. Em chúc mấy bạn ở dưới khán đài với là anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cứ như vậy sau đến hết cuộc đời, là con tim đầy tình, xe đầy bình xăng, măng đầy lưu, tiền đầy tủ và sức khỏe đầy đủ. Trời ơi, cảm ơn em. Bên kia người ta có gia đình rồi, có một đứa con rồi, là một bà mẹ đơn thân, em thấy thì sao? Là như vậy là em càng thích. Em không có quan trọng là có con hay không, với lại lớn tuổi hay không, tại vì như vậy mới chững chạc được, mới chững chạc mới đi rồi. Đến vậy được sau này được. Chào em gái. Dạ.
Làm việc như vậy rồi có đủ chăm lo cho con với gia đình của mình không? Tùy tháng tăng ca nhiều thì thu nhập vẫn có thể tiết kiệm thì nó cũng sẽ đủ. Ví dụ giờ về Phú Mỹ phụ bán hoa, phụ giữ xe rồi được không? Biết ta có chịu em không? Biết ta có chịu em không? Bây giờ tôi thương cô gái này quá. Em muốn có người chồng như thế nào nè? Em thì miễn thương em với con lo vợ con thôi, chấp nhận con bé tại vì nó cũng tội lắm. Cái vấn đề mà dành tình cảm cho con với vợ là cái đó em làm được, rất là được luôn nè. Rồi, quan ngân em luôn. Suy nghĩ rất là tích cực luôn ha. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ nhà có mình em mà không có cha mẹ hết, gia đình cũng có con một thôi. Rồi thôi, thôi. Không khóc nữa. Nha. Nhà trai đi với ba phải không cưng? Dạ, em đi nhà trai. Rồi, xin mời đại diện nhà trai. Trước hết cùng thay mặt gia đình chúc MC Quyền Linh với Ngọc Lan với quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Quyền, con của chú là nó lớn lên nhưng mà tính tình rất là thật thà. Đó, cũng không có ăn nhậu bao nhiêu đâu, chỉ có lo ăn lo làm. Giờ cái hẹn hò này này là một bên á, thì ở trên Bình Dương ở đây đưa Vũng Tàu, bây giờ hai con á, làm sao mà tạo điều kiện để sự tìm hiểu nó sớm chừng nào thì hai chừng đó thôi. Nếu mà hai con tạo điều kiện cho nhau trong cái buổi hẹn hò này thì cứ bấm nút đi. Nếu mà nói với con Kiến á, thì bây giờ con đã có một đứa con, nó thì thanh niên mới lớn lên chưa vợ đấy, nhưng mà nó đã chấp nhận thì ơi, ba ở đây cũng phải chấp nhận theo con đó. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Thôi bây giờ chuẩn bị mở rào ra cho hai bên gặp mặt ha. Mở rào. Thôi cẩn thận không? Mừng ngày lần đầu gặp em. Cẩn thận ghê chưa? Đó, bước qua đi Quyền. Lần đầu tiên gặp em không có gì cái bó hoa này, là tối hôm qua anh lựa từng bông, anh gắn kép được bó hoa này tặng cho em làm kỷ niệm. Cái chân em bị sao vậy Quyền? Dạ, chân em hồi nãy quên nói với anh Quyền Linh với quý vị biết là em bị tai nạn trong nghề nghiệp đi bảo vệ, bị tai nạn, giờ em nghỉ nên em mở dịch vụ giữ xe. À, dạ, rồi. Ở nhà dịch vụ giữ xe. Rồi, dạ. Bây giờ mình ngồi đối diện với lại em gái đi. Chào em. Em thấy anh sao, nói chung anh thấy em là tuyệt vời rồi đó, nhưng mà anh nói thiệt với em á là sợ em chê anh là anh bị đi như vậy thôi, tại vì anh không phải là bị từ nhỏ mà xui rủi trong cái nghề nghiệp mà làm ăn thôi. Em mà không chê anh thì gắn kết được với anh á, thì anh sẽ làm bờ vai vững chắc được cho em nương tựa suốt đời này. Những điều anh muốn em làm với anh là chỉ cần em làm vợ anh thôi, còn mọi công việc để anh làm cho, chỉ cần em làm vợ anh thôi, còn mọi công việc để anh làm cho. Sao? Bây giờ là em gái đang ở nhà thuê đúng không? Dạ thuê. Lấy chồng gì giờ em làm dâu ở Phú Mỹ được không? Dạ được, bình thường, tại vì ở dưới quê thì ba mẹ đã mất hết rồi. Nhà cửa thì em cho anh hai ở bà con chú bác thờ cúng ba rồi. Rồi em tự đi làm tự. Là nhà anh mấy chị em? Nhà em con một. Trời ơi. Em có thể xin một cái công việc gì đó hoặc là tạo điều kiện cho bạn gái ở Phú Mỹ làm ăn gì được không Quyền? Được chứ, quan trọng bạn gái có chịu về ở, còn công việc mẹ là em của em hoặc em là xin là một nốt nhạc thôi ạ. Em có cái công việc gì ngoài em đi làm công ty, làm nhiệm vụ gì? Làm thống kê ạ. Thống kê. Dạ. Rồi có cái nghề gì không? Ví dụ buôn bán gì em làm được không? Dạ được. Tại bình thường em cũng đã kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online trên mạng. Bán hàng online trên mạng luôn đó hả? Vậy là quá đẹp. quá đẹp. Về đó là ông chồng em xin vào làm với em gái Úc của em làm QC kiểm hàng của công ty luôn. Một nốt nhạc hả? Một nốt nhạc thôi. Mày nói nhỏ quá không nghe. Dạ. Em gái tên gì vậy? Dạ em tên Thơ. Quyền Thơ. Quyền Thơ, trời quá đẹp luôn, quá đẹp. Ý nghĩa luôn. Có làm thơ. Quá ý nghĩa. đúng. Anh này cái miệng anh lanh dễ sợ luôn á. Có làm thơ được không? Có làm thơ được, em tặng cho chị Ngọc Lan với là bạn thơ đây, bài thơ về sắc đẹp của hai các bạn phụ nữ trong khán đài này. Tới đây luôn. Tới đây luôn, tới luôn, sáp luôn. Cặp này là tới sáp luôn đi. Trời em rung lắm. Chưa nắm tay con gái bao giờ. Chưa nắm tay con gái bao giờ luôn đó. Anh tặng em cứ giữ sắc đẹp như vậy đến cuộc đời là cứ là luôn luôn đẹp tươi như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, độc đáo như là hoa lan, tươi sáng như là hoa huệ, trí tuệ như là hoa sen.
mong em luôn luôn trẻ đẹp như vậy. Em thấy Quyền sao nè? Không biết nói sao, nó từ từ đến. Nhưng mà nắm tay vậy thấy có cảm xúc gì không? Dạ chứ, tại vì lâu rồi không có nghĩ tới. Không có nghĩ tới đúng không? Em chuẩn bị được một bài hát, mong bạn thơ hiểu được cái nỗi lòng của em. Rồi. Em chuẩn bị bài hát là em có hiểu lòng anh. Đã rất lâu rồi, cái từ lâu ngàn sau, cuộc tình chia hai lối, người hỡi nếu yêu được gian dối. Có những đêm buồn một mình lặng thinh, đợi chờ thơ lên tiếng, chỉ thấy trái tim mà bằng giá. Này người, người chói tim ta cho thêm đau, làm sao ta quên nhau, người yêu dấu. Còn một đoạn sau là hy vọng em cho anh cơ hội để anh hát hết bài cho em nghe. Và thấy chưa? Ngày vui của chúng mình anh sẽ hát cho em nghe cả một đêm luôn. Trời ơi, anh tìm hiểu được em, với anh với em tiến được tới xa hơn nữa. Mong muốn anh là em sinh cho anh được một đứa con trai hoặc con gái, một đứa con nữa là tuyệt vời nhất. Tại vì con nào cũng là con, trời cho sao mình nhận vậy thôi. Em cho anh địa chỉ chỗ em ở đây, anh sắp xếp công việc một tuần anh sẽ lên thăm em và thăm con một lần. Anh hứa với em nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ bảo vệ, không ai mà dám đụng tới một cọng lông của em, một ngón móng tay của em nữa. Hai người về vị trí thế nào? Sau 3 tiếng đếm, chuẩn bị. 1 2 3 Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nè, nắm tay nhau. Đó. Trời ơi, trai tân rồi đó, giờ chưa bao giờ được yêu luôn á. Bây giờ xin ba cho con hôn bạn gái con cái hôn đầu tiên. Ba cho con hôn một nửa tương lai của con, một nụ hôn đầu tiên của đời con. Mình mời bạn gái giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan và anh Quỳnh Linh. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang là dược sĩ. Em sống ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mời nhà trai. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chào tất cả khán giả. Em tên là Minh Trọng. Em năm nay 39 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Nghề nghiệp của em là làm bên điện nước, làm nghề tự do ạ. Mời nhà gái nói về ưu khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe. Em có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là sống lạc quan, yêu đời vui vẻ. Còn khuyết điểm của em có thể là không tự tin lắm, nói chuyện hay bị vấp á. À, không sao, mấy cái đó không sao. Có tật xấu gì không? Cái đó mới quan trọng á. Tật xấu của em nghĩ là em đôi lúc nóng tính lắm, nhưng có thể là kiềm chế rất là dễ. Mình nóng tính rồi mình có quát tháo ai không hay là sao? Em cũng không quát lắm. Thường em kiềm chế cảm xúc cũng rất tốt. Nói chung là nhà gái cũng không có vấn đề gì hết trơn á, nhà trai ơi. Không có gì hả? Dễ thương. Ừ. Mà nhà trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của em thì biết lo lắng chăm sóc ạ. Công việc của em thì em tự lập. Còn cái khuyết điểm của em là trước đám đông và bạn gái thì cùng rụt rè và tun tun ạ. Ừ, nhát đúng không? Dạ đúng rồi. Trọng có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình ạ. Mối đầu tiên thì cũng 2 năm, nhưng vì điều kiện không có cho phép đến được với nhau rồi chia tay ạ. Rồi mối thứ hai thì cũng thời gian cùng yêu 7 năm ạ. 7 năm? Dạ đúng rồi, tại người cùng quê mà. Thì thời gian càng lâu thì càng hiểu, càng sâu hơn thì nó có nhiều cái tính cách không hợp với nhau, dẫn đến là chia tay. Bây giờ Trọng thử xem, sau 2 mối tình đó mình có sai sót điều gì, mình có lỗi gì để cho ta rút ra một kinh nghiệm. Dạ. Thời điểm đó em nghĩ là mình muốn làm cái gì đó nó có cái chút kinh tế rồi mình mới ra xác định là mình phải có sự nghiệp. Dạ đúng rồi, có sự nghiệp là mình xác định cưới vợ. Mình lo sự nghiệp quá, dạ. Mình không chăm sóc cô ấy. Dạ, dạ. Đó cũng là một trong nguyên nhân mà chúng ta cần rút kinh nghiệm, bởi vì đàn ông mà thiếu sự chăm sóc phụ nữ là rất là thiệt thòi cho người ta, và đó cũng chính là một trong nguyên nhân dẫn đến sự chia tay sau 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Mời nhà gái, đã nghe kỹ chưa? Mình nghe bên kia hơi thiếu sự chăm sóc với bạn gái cho nên dẫn đến chia tay, mình có bị lo không? Em nghĩ là ví dụ mà gặp đúng người thì ta sẽ tính tự thay đổi chị ạ. Ờ, vậy còn bản thân em thì sao, em bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có 1 mối tình nhưng cũng mấy tháng thì em cũng chia tay.
Chắc tại vì lúc đó em vẫn còn trẻ và biết cái người đó ý là cũng lớn tuổi, em muốn kết hôn thì em không muốn kết hôn. Tại vì em thấy em vẫn còn trẻ, em vẫn cần phải lập sự nghiệp, rồi em cần phải có tài chính trong người, được tự chủ em biết, em mới có thể tiếp tục được. Và bây giờ là mình đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối quan hệ mới. Dạ. Và đi đến kết hôn. Sẵn sàng chưa? Dạ. Vậy thì bây giờ nhà trai hãy lắng nghe về những cái tiêu chí của nhà gái nè. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Em thích một người về quan tâm này, chia sẻ này, có thể lắng nghe. Ở bên kia thì ngày xưa gì ít có quan tâm cho nên là chia tay, cho nên bây giờ chắc có kinh nghiệm rồi. Giờ kinh nghiệm rồi, giờ sẵn sàng rồi, giờ có sự nghiệp rồi, giờ tập trung yêu để lấy vợ rồi mua đất xây nhà thôi. Đó, rồi cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người nào quá nói nhiều, tính toán, ki bo, cái kiểu như vậy á. Để tôi bước qua tôi coi coi. Dạ, chào chị. Chào em. Bên đó người ta không thích ki bo đó, mình có ki bo không? Dạ, ki bo thì không ạ. Mình đàn ông phải phóng khoáng đúng không? Đúng rồi, phóng khoáng. Thoải mái. Nhưng phóng khoáng ở cái mức độ nào đó thôi. Tới khi mà mình lập gia đình thì mình phải biết cái gì cần làm, rồi cái gì không nên làm, mà tốt nhất là bàn bạc với nhau là tốt nhất. Vậy còn tiêu chí của em là như thế nào? Tiêu chí của em thì người bạn gái thì cũng hiền lành, công việc thì ổn định nên nói chung là thương yêu trong gia đình, biết chia sẻ và chăm sóc. Mọi người thì em không có, đối với em thì không có quan trọng với mọi người. Nói chung là đừng có mập lớn quá rồi. Da nâu hay là da trắng gì cũng được á, không có quan trọng. Dễ dãi vậy, bởi gì nữa? Sao tự nhiên không nói chuyện? Thoải mái lên làm động, thoải mái lên, không có gì lo lắng cả. Thật ra nãy giờ tụi anh phỏng vấn để cho nhà gái họ nghe, họ hiểu hơn thôi. Chào em gái. Dễ thương, xinh đẹp nha. Nãy giờ em nghe người đàn ông bên kia thì cách nói chuyện nè, cách những suy nghĩ này kia thì em cảm giác là có gọi là giống giống gì người, cái tiêu chí mình đưa ra không? Hơi giống ạ. Hơi giống ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích người nào mà giống quá ghen tuông hay là giống như kiểu không ga lăng. Có ghen không? Cái ghen á cũng tùy thuộc cái mức độ để mình tìm hiểu đó, rồi xong mình ghen thôi. Thôi được rồi, chúc hai người sẽ bàn bạc với nhau nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Đúng rồi. Em gái đi với ai vậy? Em đi với mẹ, với chị em. Có mẹ hả? Rồi, xin chào nhà gái. Xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào cô Ngọc Lan. Dạ, chào cô ạ. Đến đây thì mình theo ý của con gái mình, nếu mà con gái mình ưng thì ta đây mình đồng ý thôi. Nhưng mà cô thấy nhà trai sao? Người này thì nhìn thấy ăn nói là lời nói là hơi làm đâu chắc đấy. Người này là có bản lĩnh. Thấy hợp với con gái của mình không? Nhìn thì mình sao biết được, chỉ nhìn cho hai con thôi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Dạ, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với bạn ạ. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và ban chương trình. Hiện tại là em thấy chị gái rất là dễ thương, xinh, da sáng. Thì hiện tại là cái tiêu chí của anh Trọng á, thì trước hết là rất là lý tưởng của anh Trọng. Còn về anh Trọng á, thì một người mà không cờ bạc, không gái gú, không rượu chè, không game giết, thì không biết một người đó có tồn tại không. Thì em nghĩ là chị anh Trọng á là còn sót lại. Thấy hai anh chị rất là phù hợp với nhau. Nếu như mà cho nhau cơ hội tiến tới thì mong là đi xa, đi thật xa. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi, mở rào nào. Sau nãy giờ nói chuyện qua cái hàng rào và được góp ý người thân, bây giờ các bạn gặp nhau mặt đối mặt đó, giao lưu với nhau để xem cảm xúc thế nào và chúng tôi ra quyết định chính xác. Bắt đầu đi Trọng. Dạ. Chào em, hôm nay là bữa hẹn hò thì anh có một cái bó hoa này để tặng em. Thì anh mong là em luôn luôn là được tưới cái bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một món quà tặng cho anh. Đây là đặc sản của Bình Phước, hạt điều. Anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, mình về vị trí. Hai bạn về vị trí. Mình cảm nhận về nhau đi Trọng. Nói lớn lên cho bạn gái nghe nào. Anh thấy em rất là dễ thương, hiền, cùng là dễ gần. Anh xin tặng em một bài hát. Rời tới luôn. Đắng ung dung trên trời, đẹp mê sân hôm nay xuống trời. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thanh thoi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Có như qua năm sau đám cưới liền tay đó, ngày mồng hai đó ai đi dìu em. Ở đây anh mang châu cáo quan rước dâu luôn. Mai đây ta rằng giàu quá thì to thì có rau muống. Thóm thiết sẽ mạnh nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chân cho chi nữa. Này mình bên nhau, với tơ hồng là đất thân đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tân toan cho gần vì cuộc đời đâu xa thế. Hai đứa bên nhau, về bên nhau. Em gái có hát lại không?
Tặng lại em cho. Em cũng tính là sẽ hát một bài hay hay một chút, nhưng thật sự em quên hết rồi. Anh hỏi em hai điều. Trong thời gian được quen nhau thì em dự định là khoảng bao lâu là em sẽ cho anh được tiến tới với em ạ? Em nghĩ là khi mà mình đủ yêu thương thì mình sẽ tự tiến tới thôi anh ạ. Đủ yêu thương thì đúng là không. Tại vì bây giờ ai cũng có đủ tài chính rồi. Đúng rồi, xác định là cái thời gian để mình tìm hiểu nhau là khoảng bao lâu á? Tầm nửa năm, một năm. Được không? Thời gian em làm việc nó có được nghỉ không? Hầu như là em làm việc tự do nên cũng không có vấn đề gì hết. Anh đi làm cũng là làm tự do, nhưng mà cái thời gian anh cũng sắp xếp được là chỉ có là thứ bảy là chủ nhật. Nếu có những ngày mà em rảnh, anh bệnh nhưng mà không đi được em thì có cảm thấy có buồn không? Em đã nói từ đầu là tính em rất là dễ. Nói chung là chỉ cần em chịu một người gọi là tin tưởng, yêu thương lẫn nhau là tự nhiên tính mình sẽ bỏ qua hết tất cả. Anh có ngại về việc mà em mà ăn chay trường không? Không quan trọng là em ăn như thế nào, nhưng quan trọng là những cái lúc mà em nấu nướng thì em ăn chay thì có nấu đồ mặn không, hay là em chỉ có là biết nấu chay vậy, ăn chay vậy thôi? Nên em bảo là anh có ngại không á? Anh thì không có, anh không ngại. Tại vì em ăn chay thì tưởng anh sẽ nấu đồ chay không ạ? Em ăn chay trường luôn 1 tháng 30 ngày luôn hả? Em ăn mấy năm rồi anh? Ăn chay trường mấy năm hả? Dạ. Em không thay đổi được hả? Không phải không thay đổi, là tại vì em yêu thích ăn chay kiểu như vậy. Nó có trở ngại gì với em trong cái việc mà ví dụ như sống chung hay không? Dạ thì không sao đâu, tại vì em là cái người là ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được, nhưng mà đa số là em ăn mặn thì nhiều hơn ăn chay. Ăn chay thì có những cái trường hợp, những cái ngày như ngày rằm hay đó thôi. Là tức giờ em mà yêu cầu bạn gái là ăn chay là phải nấu hai bếp, bếp chay với bếp mặn cho em? Không được. Đúng không? Người ta ăn chay đâu có nấu mặn được. Thì đúng rồi, thì cái này thì em cũng... Nếu em chấp nhận yêu thì ở đây có cái khó khăn là em phải tự nấu em ăn. Thậm chí người nấu nhưng nêm là em phải nêm. Không thì em tự nấu. Trong gia đình của em thì cũng có bố em là cùng ăn chay. Cho nên có những khi là trong gia đình cùng những ngày có việc thì cùng cứ nấu ra hai như kiểu là hai món vậy đó. Rồi. Hai món vậy đó. Bây giờ gặp nhau vậy thôi, khi đã yêu nhau rồi chay mặn không quan trọng nữa. Bạn mình ăn cái gì mình ăn cái đó, bạn mình khổ mình cũng khổ theo, tức là đồng cảm chia sẻ với nhau. Còn chuyện ăn chay mặn không quan trọng đâu các bạn. Bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái, nói những suy nghĩ của mình về người đối diện, sau đó ta quyết định thôi. Đây, cứ mạnh dạn lên tay bên kia đó, bắt đầu yêu trọng. Trong thời gian mình hẹn hò nhau thì người em có cho cơ hội về tham gia đình nghe được gì? Như là lúc hẹn hò thì như là cũng tham gia đình là chuyện bình thường mà anh có thể nhìn mặt em nói không, chứ anh cúi xuống làm sao mà nói được. Đúng rồi. Nếu sau này mà có những cái khuyết điểm của em hoặc của anh là thì có thể mình chia sẻ, mình có thể bỏ qua nhanh hơn không? Khuyết điểm thì trong cái vùng chấp nhận thì tất nhiên là được rồi anh. Như là em không thích người nào mà hút thuốc uống rượu hay là lè nhè là em không thích rồi. Ví dụ mà anh mà có đó thì tất nhiên là, ví dụ mà anh vì em mà tự bỏ mà em không cần nói là tất nhiên là được. Còn em mà cứ suốt ngày nói là tự nhiên lúc đó là biết rồi. Em có nóng tính không? Em thì nói thật thôi. Ví dụ mà em đã không thích thì em nói thẳng. Nếu ví dụ mà em đã nói một lần mà anh lại, nói chung là anh lại không nghe thì sao em không nói nữa? Hai chúng ta thì cho nhau cơ hội đi, tìm hiểu đi. Rồi chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi mình tìm hiểu nhau, thời gian sẽ hiểu nhau thôi. Rồi, hết thời gian. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Cho để tay mình nút bấm bên tay trái nè Trọng. Bây giờ chúng ta phải quyết định bằng nút bấm. Chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương mà mình đang hướng tới, thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Đây là cô gái đã cho Trọng một cơ hội đó. Nói chung là em cảm thấy anh này cũng tính thật thà, nhưng ban đầu thì cũng nghĩ là không có bấm đâu. Tại vì cái tính anh có nhát nhát mà cứ không nhìn mặt thẳng ra, cái cảm giác là không có thật thà gì hết. Đúng. Nhưng em sẽ cho anh một cơ hội, giống như là mình cũng có một cơ hội. Hay quá em gái, rất hay. Rất là thích cái tính của cô này. Cô rất là hiền nhưng cô lại rất là quyết đoán. Bây giờ mạnh mẽ lên, nhìn thẳng Hằng mà nói nào. Anh sẽ làm được tất cả. Anh sẽ
cố gắng để em tin vào anh. Nào, lớn lên. Anh sẽ làm được và sẽ cố gắng để luôn luôn em là tươi cười, không phải buồn vì anh. Được không? Nói lại liền, anh nói được là làm được nha. Chắc không? Ok, chắc chắn ạ. Ok, chắc. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Xin chào. Dạ, em là Bích Liên, em đến từ Quảng Nam. Công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Em bán hoa phong lan hả? Dạ. À, hoa phong lan hả? Dạ, hoa phong lan, cây cảnh. Cây cảnh. Bán hoa ha. Được rồi. Con trai. Dạ, em giới thiệu mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. À, ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Bình Tân ở Hậu hả? Dạ. Quê Hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ. Vậy đó hả? Cùng quê. Trời, hay vậy ta, cùng quê. Liên năm nay Liên nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay là 39, là em sinh năm 82 á. Mấy? Em sinh năm mấy? 82. 82, dạ. Anh kia là 75. Dạ. Thì mình cũng thua cũng đâu 7 tuổi hả? Tuổi tác ăn thua gì, tình yêu mới là chính chứ. Thì trời ơi, người ta 72, 27 còn được mà. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, dạ em xin bộc bạch là cái điểm mạnh của em á, là em là một người phụ nữ của gia đình. Nói chung là em rất là dễ hòa nhập với cái môi trường. Ví dụ như trong công việc thì em rất là chuyên tâm vào công việc. Còn khi nào mà hết công việc rồi thì mình về với gia đình đó thì mình là một người phụ nữ của gia đình. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Dạ. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì điểm sao? Yếu của em thì em thấy là ví dụ như là em cũng hơi nóng tính một tí. Ví dụ cái gì mà em không thích là em hay nói thẳng ra. Nhưng mà dạ em nói ra là thôi chứ còn không có địa bụng. Em cũng ít dặn gì ai, bởi vì thực sự là mình nghĩ là mình luôn dĩ hòa với quý. Dạ rồi em trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình. Có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ. Và làm việc thì rất là hệ thống và có hiệu quả. Làm việc mà sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, và mình cũng dễ tin người quá. Và cũng hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Dạ. À, đó là điểm yếu đó hả? Dạ. Thôi, đà nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối tình rồi. Có mấy mối tình rồi. Dạ, em từ trước giờ là có 2 mối tình, nhưng mà một mối tình là yêu chính thức, còn một mối tình là người ta đang tìm hiểu em thôi. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên em không có đồng ý. Cái mối tình dài nhất của em? Mối tình dài nhất của em là 2 năm. 2 năm. Dạ, nhưng mà tụi em chia tay bởi vì bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Bởi vì dù gì thì em cần một người trưởng thành, một người biết là người đàn ông của gia đình và biết chia sẻ với em. Cái mối tình mới đây là em chia tay bao lâu rồi? Dạ, không phải gọi là mối tình, có nghĩa là em đang trong cái người ta tìm hiểu em á. Nhưng mà em thấy không hợp cho nên em không có cho cơ hội được. Dạ. Như vậy là bao lâu rồi? Ý là dạ, được 4 tháng rồi. À, 4 tháng nay rồi. Dạ. Ủa là mối tình nào sâu sắc nhất em? Dạ, mối tình 2 năm là sâu sắc anh. Sâu sắc là như thế nào? Dạ thì tụi em yêu nhau. Dạ nhưng mà do là không có hợp tuổi, với lại không hợp tuổi, đây là bạn ấy nhỏ hơn em. Có đăng ký kết hôn gì chưa? Dạ không anh. Chưa, người ấy nhỏ tuổi hơn. Dạ. Là cô bạn Liên thì muốn một cái người trưởng thành và gọi là vững vàng đúng không? Dạ. Như là nhưng mà sao trong hồ sơ lại có thông tin là đã ly dị rồi em? Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Đó. Em đã từng ly hôn. Mình phải cho bên đây biết dạ. luôn. Dạ. Tức là đã ly hôn cách đây 10 năm rồi. Dạ, dạ. Em ly hôn cách đây 10 năm. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em.
và một cháu trai vừa 2 tuổi đang ở với ba. À, tức là hai người con đúng không em? Dạ. À, con cũng lớn rồi. Dạ. À, hiểu rồi. Có là trong quá trình 10 năm ly hôn đó là em có 2 mối tình đúng dạ. không? Dạ. À, hiểu rồi. Và bây giờ là coi như 4 tháng nay là mình đã không có một cái, nói chung là cái mối tình sau cũng không phải ta đeo dạ, đuổi dạ, thôi. Dạ, dạ, mình không có xếp vô đúng dạ. không? Ừ. Ok, nhà trai ơi. Dạ. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Dạ, em thì cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ, khoảng gần 1 năm vậy, ly hôn gần 1 năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình. Một mình? Dạ. Ở nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. À. Dạ. Ở nhà riêng ở Hồ Chí Minh sao không đón con về ở chung? Dạ thì nguyện vọng của con thì muốn ở với mẹ. Thì tạm thời thì vẫn để cho con ở với mẹ. Rồi, như vậy là cả hai cũng đã lỡ những cái chuyến đò tình yêu. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau để tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta lại cùng đi chung một chuyến đò tiếp theo, và nghĩ chuyến đò này sẽ là chuyến đò mãi mãi nha. Ừ. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông gọi là cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Dạ. Em mong muốn. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình. Vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi chứ không phải là lắng nghe để mà để đó. Dạ. Cái nguyên nhân mình ly hôn là chắc có lẽ là do không hợp. Dạ, tụi em không hợp. Với lại anh ấy có chịu lắng nghe em không? Dạ không. Trước đó thì có thể là do tuổi đời của em cũng còn trẻ. Em chưa hiểu biết nhiều lắm. Nhờ vợ chồng em không có tiếng nói chung, với lại em thích người đàn ông mới là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Ví dụ như vợ chồng phải là phải chia sẻ tất cả mọi thứ, vừa công việc vừa những cái suy nghĩ để cho vợ chồng có thể hiểu. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu hoặc là có những lời em nói. Sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, bây giờ các cô gái hiện đại á, em đã từng bị như vậy đúng không? Các cô gái hiện đại ai cũng sợ chồng vũ phu, rồi sợ thêm một người chồng nữa là vũ nữ nữa. Hai đối tượng người ta sợ lắm, hiểu không? Chồng vũ nữ là chồng gì? Là là ý anh Linh anh nói là vậy đó, hiểu không? Chứ không phải là đi làm vũ nữ. Dạ. Ông nói nhiều khi ẩn ý, ông nói tìm ẩn quá, giống như gà ẩn tìm mình không hiểu được luôn. Thì đó, ta hay đưa lên trên ở trên Facebook với lại TikTok, ta nói là đàn phụ nữ sợ đàn ông chỉ hai điều thôi, một là vũ phu, hai là vũ nữ. Không biết phải hay không. Vậy mình là mình có hai cái đó không em? Có là mà đà. Dạ, vũ phu thì em không có rồi, tại vì em rất là hiền. Ừ, đúng rồi. Chắc chị nhìn em, chị cũng biết là em hiền như thế nào rồi. Còn vũ nữ? Còn vũ nữ thì rõ ràng là không có. Khẳng không định có luôn, dạ. Vậy em khẳng định luôn là em không có hai cái đó luôn. Dạ, không có. Mên mà, ta dạ, có con dạ. trai rồi mà. Ừ. Rồi em, nãy giờ em có nghe cái tâm sự của Liên bên đây không? Dạ. Thì đó, Liên mong muốn có một người đàn ông như vậy. Thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Hơn 100% luôn? Dạ. Wow. Vậy thôi, về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi, để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Dạ. Thì cũng một lần mình lỡ rồi trong cái hôn nhân. Thì tiếp tới cái mình đi một bước nữa thì mình cũng đắn đo, cũng suy nghĩ về cái nhiều cái yếu tố liên quan. Và cũng trong cái chọn lựa sắp tới thì mình cũng mong muốn là tìm được một cái người bạn nữ, một cái người mà cũng lo quán xuyến được cái việc gia đình. Tại vì ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, việc giữa hai bên nội ngoại nọ. Và có thể chia sẻ được, nói chuyện được, quan trọng nhất là chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống. Những cái vấn đề mà có thể nó gặp, nó xảy ra. Như vậy cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng để tìm ra cái giải pháp để xử lý những cái vấn đề có thể xảy ra. Đúng rồi. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Trong cuộc sống ta nên nói chuyện nhau nhẹ nhàng, đừng có gây cấn với nhau. Yeah. Anh thấy giữa anh với bà mối kia hay gây cấn với nhau anh cũng khó chịu lắm. Nhẹ nhàng gây nha. Là ông gây không á, trong cuộc sống ông gây không á. Ừ, rất nha. Là nhẹ nhàng, rất là vũ nữ. Ông, tôi đề nghị ông vũ nữ giùm tôi cái đi, nhẹ nhàng thôi nha. Ok rồi đây. Thấy đàn trai hiền chưa? Rất là hiền. Đây ông có thể chào em gái, hỏi thăm bên nhà gái tôi nè. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha. Dạ. Em nấu cao lầu được không?
Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chuyên mì Quảng. Vậy là hay. Anh thấy chuyên về mì Quảng. Mì Quảng cũng được. Dạ. Cao Lầu ăn cũng ngon, mì Quảng cũng ngon mà. Mì Cao Lầu thì đúng gốc là nó ở Hậu An. Ừ. Còn em là ở ngay thành phố Tam Kỳ. Tam Kỳ luôn. Dạ còn là em chuyên mì Quảng. Gà, gà Tam Kỳ. Trời ơi, chị đang đói bụng quá mà em nói chi vậy Liên. Dạ. Rồi vừa rồi anh đi cứu trợ Quảng Nam đó. Dạ em biết. Hả? Ăn cơm gà nó ngon. Nhớ Tam Kỳ ghê ha. Rồi, bây giờ là anh thấy bên đây một người đàn ông cũng rất là hiền lành. Yeah. À, có thể là do cái mối tình, cái duyên trước đó, họ không có hợp với nhau. Yeah. Rồi không có duyên nợ với nhau, họ chia tay thôi. Yeah. Mình đừng cũng nói chuyện đó nữa, giống như em vậy ha. Yeah. Bây giờ mình gặp lại nhau để mình cùng bàn luận sao cho mình gọi là cùng bên nhau suốt cuộc đời thì được. Yeah. Nhưng thấy có cái này khó nè. Yeah. Anh ở lúc ở trong miền Nam. Yeah. Em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Dạ. Cũng hai chữ Nam mà sao nó xa quá. Dạ. Ừ, xa quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đầu của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, vì, khỏe vậy. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. À. Dạ. Đúng rồi. Ở nhà riêng đúng không? Dạ. Có nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em? Chắc chỉ treo thôi à, chứ không treo có trồng thôi được. Không trồng được. Dạ. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Ừ. Nhà ở trên trời. Ờ, nhưng mà ban công ta dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo trời thôi. Ơi. Nhưng trồng mà em có thích vợ em làm cái nghề gọi là trồng lan bán lan không? Nghề đó hot không? Em thì cũng không có quá quan trọng về vợ làm cái nghề gì. Mà cái nghề gọi là nó không có vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật là được rồi. Và cái nghề làm đẹp cho đời thì nó cũng là tốt thôi. Ừ. Đâu có, em không nặng cái chuyện đó. Nghề lan khó lắm á, lan đột biến là giá mắc lắm á, đừng lo. Dạ em không có kinh doanh cái mặt hàng đột biến. À. Dạ. Em chỉ... có lan là được em. Dạ. Đừng có kinh doanh đẹp luôn là nó buồn lắm. Thôi bây giờ mình hỏi cái người thân đi. Hỏi người thân xong rồi cho hai bên gặp mặt họ. Đúng cũng rồi. Cũng, dạ. cũng hồi hộp lắm rồi phải không? Hồi hộp chưa? Giờ còn rung nữa không? Dạ giờ hết rồi. À. Liên nha, Hậu nha. Rồi, Liên đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với bạn của em là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Và em cũng xin phép được nói luôn là hôm nay em có mặt tại đây thì em cũng rất là cảm ơn những người bạn của em đã ủng hộ em. Đâu, mời bạn. Dạ, đã bạn của em. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học có 3 đến giờ. Em cũng người ở Quảng Nam, em cũng ở dưới Quảng Nam được từng, ở dưới Sài Gòn được từng. À vậy hả? Vô được một tuần. Dạ. Bạn đi vô quay nhưng mà thật ra em không có biết. Bạn nói là bạn vô bạn quay kìa, thôi em ráng mở lại thêm mấy ngày. Ồ vậy hả? Em cũng vô chơi thôi gì? Dạ. Em vô là em ở công ty anh em, công ty Á Châu Asia. Ừ. Trời, em thấy nhà Trang thì sao? Có hợp với bạn thân của em không? Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi với bạn mình hiểu tính. Bạn á, mình là bằng tuổi Liên. Bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp. Vậy phong thủy là hợp phải không? Phong thủy rất là hợp luôn. Nam tương sinh luôn. Nhưng mà vấn đề bạn của em á là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh. Thật ra bạn em hoàn cảnh lắm. Nhưng bạn em cực kỳ lanh. Sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết. Nhưng mà do bạn có hoàn cảnh gì thì bạn khó khăn á. Bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Chứ bạn em rất là lanh. Nhưng bạn em là người phụ nữ của gia đình đó. Rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Còn ví dụ như mà anh thích bạn em sống ở đâu thì bạn em vẫn sống được, vì bạn em là người không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Cái này là em nói thật, cái gì không? Là bản tính em nói thật. Con, dạ. con gái đúng không? Dạ. Gái dễ thương giống mẹ không? Đẹp dạ. giống mẹ không? Con gái em là năm nay 14 tuổi. Hôm nay em đi là con em rất là ủng hộ luôn. Con em suy nghĩ rất là thoáng. Con em luôn nói là muốn em tìm được một người nào đó mà thương yêu em, mà chăm sóc cho em. Còn em có hỏi con là con có đồng ý cho mẹ có chồng không á, thì nó đồng ý. Hôm nay đi á thì nó có nhắn tin hỏi. Vậy mà không dẫn đi theo. Dạ, tại vì đang thi. Rồi, ok. Giờ anh thấy hai người hợp đúng không? Em thấy hai người rất là hợp. Nhưng mà bạn em có một cái nhược điểm á là bạn em cũng giống ai, nóng tính. Cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Cho nên anh phải, em nghĩ anh là một người giống chồng em á. Cho nên anh cũng bị thai giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, anh này là thấy là ấm áp nè. Rồi, hiền, nói chung là hiền. Cảm ơn em gái. Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Gia đình em á. Trời. Mà đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. À, có ba của Hậu nữa hả? Từ trên Đắk Lắk xuống. À,
Rồi xin chào đại gia đình của Hậu. Trời ơi thiệt á, chào đại gia đình luôn, cảm ơn đại gia đình rất nhiều luôn ạ. Rồi xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Dạ chào, chào tất cả mọi người. Chào cháu Liên. Dạ con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối, mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Thì có tình yêu đôi lứa mới nảy sinh ra xã hội này. Thì cái đầu tiên chúng tôi đến đây là thay mặt cho gia đình là bố của Hậu xin gửi lời chào đến chương trình đã tạo cho đại gia đình chúng tôi và cùng như tất cả được hiện diện hôm nay tại đây. Và cái mà tôi mong mỏi nhất là trong cái mang đến cho chương trình và mang đến cho cuộc gặp hôm nay là một cái tình yêu thiêng liêng bao gồm mọi tình yêu. Mà trong cái tình yêu đó là có cái tình yêu nam nữ là đặc biệt nhất, dẫn đến hôn nhân. Mà hôn nhân á, thì là có cái hai chữ là tình duyên và nợ, tình nợ. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Còn lại cái nợ ấy thì tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Thì sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi hả? Dạ. Dạ tôi 78. Trời ơi, nhìn bác muốn trẻ hơn con luôn á. Con bác nói hay quá, bác nói bác hay quá. Dạ. Rồi cảm ơn bác từ Đắk Lắk xuống luôn á. Mốt con ra Đắk Lắk rồi đó. Dạ, mốt bày Đắk Lắk. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe ý kiến người thân rồi, mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Tặng quà đi, quà, tặng quà hoa, nhau đi đó. Hoa, quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em còn có món quà tặng anh nè. Giờ nhận qua nhận lại trước nè đó. Rồi đó. Dạ, cái món quà của em này là tự tay em làm. Dạ, nó sáng đá, nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì trong công việc. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu, cho nên nó cũng thể hiện giống như tình cảm của em vậy. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe, có sự kiên dũng về sự bền bỉ giống như là sen đá vậy. Còn trong tình yêu thì cũng sắc sâu giống như em. Anh cảm ơn. Dạ. Tại vì anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Dạ. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Dạ. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Dạ. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Yeah. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Yeah. Thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Yeah. Hy vọng là em cũng thích cái giỏ đó. Và yeah. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói. Dạ yeah, thì trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên. Còn cái này là, cái này có tên là hoa vũ nữ. Nó thuộc dòng hoa phong lan, em cũng bán dòng này đây. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng á, nó rất là bền. Là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Dạ, chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Dạ. Em để hoa bên này anh cho. Rồi em bỏ bông đây đi. Dạ. Em bỏ trong bông đây đi. Đưa cho anh cái hộp luôn nè. Để đây. Đó, em gỡ cái hộp đây đi. Đây. Dạ, anh giúp em. Còn cái hộp nữa đó. Anh còn một cái phần quà nữa để tặng cho em. Dạ. Em mở quà ra luôn nè. Để anh mở ra. Em giữ cho anh. Dạ. Tặng quà cho thấy ham. Có người đi Hà Nội vẫn thấy quà vậy trơn. Hoa nó xinh, nó đẹp. Nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Dạ. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Dạ. Cho nên anh đi tìm mấy ngày mới được cái quà này. Dạ. Cũng có công phu lắm mà. À có ngày. Ở đây nó có cái chữ là Happy Time. Yeah. Thì tiếng Việt nó là chúc mừng cái ngày mình gặp nhau, cái ngày hạnh phúc vui vẻ. Yeah. Thì cái ngày hôm nay thì anh không biết trước là thế nào, nhưng đối với anh đó là cái ngày hạnh phúc và cái ngày vui vẻ. Yeah. Cho nên anh chọn, và nó có đề ngày trong này luôn. Yeah. Ngày 9 tháng 1
năm 2021. Dạ. Thì anh tặng cho em. Dạ rồi, em cảm ơn. Đó, có đứa gái có sẵn rồi, giờ kiếm đứa con trai nữa là đủ. Dạ, em cũng thích có em bé mà. Thì đó, giờ kiếm đứa con trai nữa. Dạ. Bên đây, đó. Rồi, bây giờ về chỗ ngồi đi các bạn. Nào, chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây. Nào. Coi như là dạ đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á, là mấy anh thường thường là đến đàn cho em hát. Dạ anh thì, hát trước họ đàn cho em hát. Anh dạ. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay dạ. một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có cái tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Dạ. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Em là chim em bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy, đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay quá. Wow. Bấm nút luôn đi, tôi là tôi bấm liền rồi đó. Hay quá. Đấy. Bây giờ Hậu đàn cho Liên hát là mới rồi, hay rồi. Đúng rồi đó, Hậu đàn cho Liên hát thử. Dạ. Em hát hay quá rồi Hậu. Liên. Dạ. Đừng hôm để nay thua nha Liên. Đến với chương trình và em xin được gửi một bài hát mang cái mang đậm cái quê hương của em. Đó là bài Yêu Cái Mạng Mà của nhạc sĩ Trần Quý Sơn. Anh có thể đánh đàn cho em hát được không? Hay là em tự hát? Thôi em tự hát. Dạ. Nói dạ. Giờ, muốn rap giờ cũng phải tập á. Dạ. Cái chừng nha, đừng có vũ nữ. Mạnh mẽ lên nào. Em tự hát đi. Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu anh ưa cây nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về làng em nghe mùi xôi nếm mới. Rồi về làng em làm dâu nhà anh. Hát hơi thấp đúng không? Đúng rồi, nó hơi bị tàu ngầm, hơi bị giọng hay nè nha. Giọng rất là hay đó mà bị tàu ngầm đúng nè. Đúng rồi, dạ. Hát hơi thấp chút xíu. Rồi, dạ. Được rồi đó, giao lưu âm nhạc xong. Bây giờ hai người cảm nhận về nhau đi. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ, em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa. Và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Yeah. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Yeah. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Yeah. Thì có thể bài này nó không phải là cái bài hay nhất, nhưng mà cái bài nó cũng có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Yeah. À, thì không biết còn gì để nói nữa. anh nghĩ là lớn nhỏ đó. Yeah. Hai người cảm nhận đi, là gặp nhau thì có giống như là hình dung không? Có cảm thấy xuyến xoắn không? Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng.
đúng theo cái suy nghĩ của em. Còn em trai cảm nhận cô gái Quảng Nam thế nào? Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Yeah. Nhưng mà không phải là lớn lên nhiều ở Quảng Nam. Yeah. 5 tuổi là đi theo gia đình lên Đắk Lắk và xuống Sài Gòn. Thì thỉnh thoảng cũng có về thăm quê. Thì mình cùng sinh ra ở một cái nơi, một cái miền đất thì cũng có nhiều cái điểm nó sẽ tương đồng về văn hóa. Về cái cách ứng xử ít nhiều nó cũng có. Thì và gặp gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Nó cũng giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Gặp nhau là đã say rồi đó. Anh cho em hỏi là bây giờ em, hoàn cảnh của em bây giờ em đưa con á, anh thấy có ngại gì không? Anh không ngại. Vì sau khi ly hôn thì cũng một trong hai người nuôi con. Đó là bình thường. Có thể là theo cái ý nguyện của con và theo cái tình cảm nữa. Thì anh không ngại về chuyện đó. Chỉ có cái mình quan tâm nhất là giữa hai đứa có gọi là có rung động, có tình cảm với nhau. Thì nó được thôi, xử lý hết. Không có vấn đề gì. Rồi vấn đề giờ hẹn hò thế nào nè? Một người ở miền Nam, người ở Quảng Nam nè, cũng lo nhất điều này thôi. Bây giờ cái đó rối thiệt. Dạ thì bây giờ cái chuyện hẹn hò thì em nghĩ là cái tụi em có thể nói chuyện qua Facebook hay Zalo để nói chuyện thường xuyên, chat với nhau để có thể hiểu hơn. Còn ví dụ vấn đề mà gặp nhau thì ví dụ em có thể sắp xếp vào hay anh có thể sắp xếp ra thăm em. Công việc của em thì nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian, bởi vì em chủ yếu là bán online và bỏ sỉ là cho khách hàng thôi. Dạ. Những cái mối sỉ mà em lấy hàng hoa ở đây là đa số là ở trong Sài Gòn. Dạ. Như là em lấy hoa từ Sài Gòn. Dạ, ở Bình Dương. À, về bán. Dạ. Rồi, bây giờ mà cái chuyện mà hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó, rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không, rồi tính vào trong Nam hay không, hay là đi về Quảng Nam bạn nhau luôn đi. Dạ thì hồi nãy em cũng có nói rồi đó, nếu như mà em tìm được người mà yêu thương em thì chồng em ở đâu thì em ở đó. Đối với anh thì mình cũng chủ động được mọi thứ ở trong Sài Gòn, thành ra là nó không phải là cái vấn đề. Có thể là ví dụ như mình cưới vợ thì mình cưới về nhà mình. Mình cưới về Sài Gòn ở. Đó, vậy thôi. Thì đẻ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ. Nhưng mà em có mong muốn không Mẫn? Em có mong muốn có một đứa về con mong muốn chung? Thì vẫn muốn có một đứa con. Nhưng mà ở những cái độ tuổi lớn á không sao đâu em, cái chuyện lo. Đó y học phát triển ở tuổi lớn hơn ta còn sinh được mà. Trời ơi có gì lo đâu, đúng không? Thì em vẫn ôm bình chuyện đó thôi. Có nghĩa là mình vẫn có thể là để hai cái khả năng. Sinh con được thì rất tốt, mà không sinh cũng không sao. Rồi vậy là khỏe rồi ha. Bây giờ là mình tiến tới, mình nắm tay cô gái một cái, rồi mình nói tất cả những cái suy nghĩ của mình về cô gái đó. Nắm hai tay cô gái đó, nhìn thẳng vào mắt, bước tới đi Hậu. Đó. Trời ơi, nắm hai tay, nhìn thẳng vô mắt cô gái. Hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó, coi mình muốn nói cái gì, rút ruột, rút gan ra đi. Mình nói đi đó. Quảng Nam với nhau mà. Biết nói gì đây. Nói đi. Em nói cái cảm xúc của em khi mà em gặp cái người phụ nữ này. Cái điều em mong muốn sau cái ngày hôm nay. Có muốn uống rượu hồng đào không? Theo anh nghĩ thì cái ấn tượng ban đầu thì ổn. Tuy nhiên để mà hiểu nhau nhiều hơn thì cần phải được hẹn hò. Và có thêm thời gian. Thế thôi thì em bấm nút đi. Nhớ là em bấm thành cùng bấm câu, câu đó chị thấy là thực tế nhất luôn. Dạ rồi em ghi nhận. Rồi đó, được rồi đó. Linh ơi, hai bạn nháy nhó nhau là bấm nút rồi. Thôi nói chung vai trò của mình đến đây cũng là chấm dứt rồi. Làm gì mất cỡ vậy Hậu? Hả? Thấy trong lòng sao Hậu?
Dạ nó cũng rung rung anh ạ, xúc động. Rung đúng không? Rung rung, dạ. Có ba ngồi đây nha. Trời mà hôm nay là background của nhà em là quá mạnh đại rồi. Đại gia đình luôn đó. Đúng không? Rồi. Liên thì là chỉ có đơn thương độc mã một người bạn thôi, background của hậu mạnh quá. Để tay vào nút bấm. Và làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo. Bên đây mình lại. Đó, đúng rồi. Nếu chúng ta cảm giác rung động, nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Bấm nút không phải đi uống cà phê, bấm nút không phải để vừa lòng một ai đó, mà chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị một, sau 3 tiếng đếm. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì mà bấm chậm em vậy? Em phải nghe một tiếng. Hậu á là đúng là nghề nghiệp á, có nghĩa là xe cộ là anh rà cho nó thiệt là chính chúng rồi, anh có cái nút đúng rồi á, anh mới làm một cái cạch mà cũng nhẹ lắm để nó vô khớp á. Coi ghế khiết này kia, coi xăng cổ này kia, đó, xong xuôi coi hết, hết rồi. Cửa đóng chưa rồi mới đề máy. Đúng rồi đó. Trời ơi, sếp của một chậm mà chắc công ty bán ô tô thì cũng mạnh mẽ lên chút xíu nha Hậu. Yeah. Rồi bây giờ chính thức trước mặt gia đình của mình, trước mặt bà con, trước mặt tất cả mọi người, mình đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Rồi bây giờ nè, mình nói với gia đình bạn gái, nói với ba, với anh chị bà con của mình, mình sẽ như thế nào nào Hậu? Kìa kìa, ba mẹ của bạn gái coi như đang ngồi coi truyền hình đó. Em nói đi. Kính thưa ba mẹ của em Liên và đại gia đình, thì hôm nay cũng có cái duyên lành và tạo được chương trình truyền hình, tạo điều kiện để gặp gỡ, tìm bạn hẹn hò. Thì bước đầu thì con cũng gọi là bước đầu tìm được bạn và chấp nhận sự hẹn hò trong tương lai sắp tới. Và cũng con hy vọng là sẽ thành đôi. Trở thành đôi và sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cái người bạn gái của mình ha. Rồi. Rồi, em nói gì với bố? Ba nè, với dạ con chào bác, con chào đại gia đình nhà anh Hậu. Thì thật sự rất là vui và cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì buổi ngày hôm nay là con và anh Hậu đã bấm nút hẹn hò. Thì bước đầu thì hẹn hò thì con cũng hy vọng ấy là cái duyên của tụi con được gặp nhau và tụi con sẽ xây dựng một cái bước đệm thật là tốt. Nếu như mà cảm thấy mình hợp nhau thì tụi con sẽ có những cái kế hoạch đem lại cái niềm vui và cái hạnh phúc cho gia đình. Bản thân con thì một người con gái Quảng Nam thì rất là chăn trắc, một người phụ nữ của gia đình thì con cũng tự tin á là nếu như mà được làm dâu của nhà bác thì con nghĩ là con sẽ con làm tốt cái ở nhà bác. Con mong là con được về để nấu cho bác ăn những món ăn của quê mình. Con tự tin là con sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Về Đắk Lắk đi con. Rồi xin phép ba cho tụi con hôn nhau cái. Hôn má đi Hậu. Hôn quyết liệt vô. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng đó. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô gì vậy? Gì nó giống như là cái nào ôn hôn thắm thiết là tình hữu nghị thôi. Còn này mình là gì đâu hẹn hò, cho nên là mình phải đặt nụ hôn vô má của bạn gái. Gì vậy? Không được, cái này là áp má rồi nè. Nói như vậy nè, đó nó rõ ràng vậy chứ. Ai đúng nào đó. Trời ơi, cả gia đình cổ vũ cho Hậu vậy mới được nữa. Chứ trời đất ơi, thiệt tình không lẽ tôi đi theo mấy cặp tình yêu tôi hướng dẫn họ hoài chứ. Thì đi có thời gian thì đi hỗ trợ đi. Đầu tiên là Hậu với lại cái bạn hồi nãy đó, cặp nãy đúng không, với cặp này đúng không. Đầu tiên ông đi Đắk Lắk, ngày mai mốt ông lên Đắk Lắk, mốt đi Đắk Lắk á, mát mốt lên bán nước rửa chén sạch đó. Chút xíu là em phải ra em hỏi liền. Tay buông ra trơn rồi, đừng có về liền ngày mai đó, ít nhất ở đây vài bữa nữa. Hung nhau cái tay ta phải nắm chặt nữa, hung nhau nó vậy với tình yêu chứ không gì đâu, buông ra. Thôi được rồi, tặng quà đi. Nhanh nghỉ cơm trưa nào. Sáng giờ chưa ăn uống gì chứ. Cũng đỡ, cũng khói rồi đó. Tôi giờ tôi khói lắm rồi đó. Nè.